Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không có lời cầu nguyện nào, không có việc đạo đức nào, không có những nghĩa cử cao đẹp nào tốt hơn là thánh lễ mà anh chị em dâng để cầu nguyện cho bà cha mẹ anh chị em, những người thân yêu. Vì vậy mà hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lên những người đã ra đây trước lời cầu nguyện và nghi lễ thập giá trong thánh lễ. Ước gì những lời cầu nguyện và của lễ chúng ta dâng hôm nay giải thoát các ngài khỏi chốn luyện hình, để các ngài được hưởng trọn vẹn nguồn vui với Đức Kitô. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Cả mạng sống để đem lại cho gia đình chúng ta một tình yêu thương. Họ còn biết để lại những trăn trở, những lo lắng, những khao khát về đời sống đức tin, về tương lai mà chúng ta, những người còn sống, cần phải đi. Hôm nay trong tình yêu thương, sự hiệp thông, chúng ta dâng lên các ngài những hy sinh nhỏ bé. Và cho các tín hữu đã qua đời được vào hưởng ánh sáng ngàn thu, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cảm ơn ban thường vụ, các anh em, ban phụ vụ, các đoàn Maria, và cảm ơn anh chị em đã tham dự thánh lễ hôm nay đông đủ để cầu nguyện cho những người khác nhau. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.